hoàng gia do nhà thiết kế Việt Hùng tạo nên từ những chất liệu tinh tế và sang trọng sẽ góp phần tôn lên vẻ đẹp quý phái cho 22 bông hoa xinh đẹp của đêm nay. Dương Thị Tú mang số báo danh 01. Bạn ước mơ sẽ trở thành một tuyên truyền viên giỏi trong tương lai. Và khi được hỏi về quan niệm sống của mình, Dương Thị Tú đã chia sẻ rằng: hãy đừng chỉ phấn đấu để thành công, mà hãy phấn đấu để mình là người có ích. Một điều gì đó còn tốt hơn. Và bây giờ đây sẽ là phần trình diễn của thí sinh Phí Hương Giang, số báo danh 03. Chia sẻ rằng nơi nào có ý chí thì nơi đó có con đường, và con đường phía trước, ước mơ phía trước của Phí Hương Giang là sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch giỏi để có thể giới thiệu được những nét đẹp về quê hương đất nước của mình và đặc biệt là quê hương Tuyên Quang đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Các thí sinh trong đêm chung kết hôm nay cũng gửi đến những thông điệp và những châm ngôn sống đầy ý nghĩa. Và bây giờ đây, chúng ta đang đến với phần thi trình diễn trang phục dạ hội của thí sinh Trần Ngọc Ánh, số báo danh 05. Trần Ngọc Ánh có ước mơ sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch quốc tế thật giỏi và trở thành một người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai. Và phương châm sống của Trần Ngọc Ánh đó là: đừng để những khó khăn đánh gục bạn, mà hãy luôn cố gắng vượt qua để vươn tới thành công.
và lộng lẫy của những cô gái đầu tiên trong phần thi trang phục dạ hội. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu những cô gái xinh đẹp tiếp theo trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội để thấy được sự yêu kiều lộng lẫy và tỏa sáng của họ trong đêm chung kết ngày hôm nay. Chúng ta đang nhìn thấy tiến lên phía trước là thí sinh mang số báo danh 06 Đặng Thị Hà. Đến với cuộc thi, Đặng Thị Hà có chia sẻ về chuyên môn sống, phương châm sống của mình: cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau. Tiếp theo đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thu Trang, số báo danh 07. Hiện đang là sinh viên của Học viện Tài chính, Thu Trang mơ ước mình sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai. Khi được hỏi về chân môn sống của mình, Thu Trang đã chia sẻ với chúng tôi rằng khó khăn không phải là một tảng đá cản bước chân bạn, mà nó sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 08, Hà Thị Thùy Linh. Hà Thị Thùy Linh chia sẻ về châm ngôn sống của mình: cuộc sống rất ngắn ngủi nên chúng ta đừng lãng phí, hãy là chính mình và làm được những điều có ích. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón cô nữ sinh viên khoa tài chính ngân hàng của Viện Đại học Mở Hà Nội, thí sinh Hoàng Nhật Linh với số báo danh 09. Hoàng Nhật Linh có sở thích là được đi du lịch để khám phá những vùng đất mới. Và ước mơ của Hoàng Nhật Linh là được trở thành một nữ doanh nhân trẻ thành đạt. Khi được hỏi về quan niệm sống của mình, cô nói rằng sự chân thành chính là chìa khóa để mở cửa mọi trái tim.
số báo danh 11, thí sinh Đỗ Khánh Ly. Hiện nay bạn đang là sinh viên khoa mầm non của trường Đại học Tân Trào. Và cũng chính vì vậy mà ước mơ của bạn là trở thành một cô giáo dạy giỏi trong tương lai. Đỗ Khánh Ly có chia sẻ câu nói yêu thích nhất của mình, đó là hãy luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mà mình có thể. Lại mang một vẻ đẹp khác nhau, nhưng tất cả họ đều vô cùng tỏa sáng và lộng lẫy trong đêm chung kết ngày hôm nay với phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Và bây giờ đây đang tiến ra sân khấu chính là những cô gái xinh đẹp của nhóm thí sinh tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng chào đón số báo danh 12, thí sinh Phan Thị Hương. Của mình. Và cũng đang sải bước đầy quyến rũ và lộng lẫy trong một bộ trang phục dạ hội từ bộ sưu tập của Hoàng gia của nhà thiết kế Việt Hùng, chính là thí sinh mang số báo danh 13, Nguyễn Thị Huyền. Nguyễn Thị Huyền hiện đang công tác trong ngành du lịch và cô quan niệm rằng hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Một nữ luật sư tài giỏi để sống đúng với mục tiêu của một người phụ nữ hiện đại, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Là một cô gái năng động, hiện đại, cô quan niệm rằng chúng ta đừng chờ đợi cơ hội mà hãy đi tìm kiếm chúng. Bây giờ đây chính là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 15, Phạm Thị Giang. Hiện nay bạn đang là cán bộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Tuyên Quang. Và cũng chính vì vậy mà Phạm Thị Giang đang phấn đấu để trở thành một cán bộ giỏi và thành đạt. Và đối với Phạm Thị Giang,
thì chân môn sống của cô chính là sống chậm lại, nghĩ khác đi và hãy yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn.